Bảy nàng Phan Kim Liên chất nhất màn ảnh. Phan Kim Liên là nhân vật trong tiểu thuyết thủy hử của nhà văn Thi Nại Am và cũng là nhân vật trong truyện Kim Bình Mai của Vương Thế Trinh. Một người phụ nữ, vì ngoại tình mà giết người chồng xấu xí, đã trở thành mỹ nhân điển hình trong văn học Trung Hoa. Rất nhiều lần Phan Kim Liên được các nhà làm phim điện ảnh và truyền hình khai thác cùng ngắm bảy nàng Phan Kim Liên được đánh giá cao nhất trên màn ảnh. Ôn Bích Hà là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua vai diễn Phan Kim Liên trong Mối Hận, Kim Bình 1994. Ôn Bích Hà sinh năm 1966, tại Hong Kong. Từ năm 15 tuổi, khi bắt đầu bước vào sự nghiệp diễn xuất, Phan Kim Liên của Bích Hà được đánh giá là gợi cảm nhất trong các phiên bản. Vương Tổ Hiền, vào vai Phan Kim Liên, nhân vật nữ chính trong bộ phim Phan Kim Liên thời xưa, và nay. Cô cũng sinh năm 1967, lớn lên ở Đài Loan, nhưng lập nghiệp tại Hong Kong. Năm 16 tuổi, cô đã trở thành hoa khôi của trường nghệ thuật. Năm 17 tuổi, cô có vai diễn đầu tiên. Dương Tư Mẫn tên thật là Asami Kano, là người Nhật Bản nhưng lập nghiệp ở Hồng Kông và lấy nghệ danh Hồng Kông. Cô thể hiện vai Phan Kim Liên trong bộ phim Tân Kim Bình Mai. Đạt doanh thu kỷ lục năm 2006 với 2 triệu đô la Hồng Kông khoảng 260 000 đô la, cô được báo chí bình chọn là Phan Kim Liên táo bạo nhất trên màn ảnh hoa ngữ thế kỷ 20. Ngoài đời cô cũng đẹp táo bạo. Nữ diễn viên Lê Tư từng đảm nhận vai Phan Kim Liên trong Thủy Hử Vô Gian Đạo bản 2004. Lê Tư là cháu gái của Lai Man Wai, được xem là cha đẻ của ngành điện ảnh Hồng Kông. Sau khi cha của Lê Tư kế thừa sản nghiệp của ông nội cô, công ty điện ảnh của gia đình nhà cô đi, vào phá sản. Lê Tư buộc phải gia nhập làng giải trí khi còn khá trẻ. Mới lên 14 tuổi, để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Vẻ đẹp ngoại hình, gương mặt như trẻ thơ cùng lối diễn xuất thông minh cuốn hút đã giúp Lê Tư chinh phục tất cả các khán giả. Can Đình Đình đóng vai Phan Kim Liên trong Tân Thủy Hử 2013. Sau thành công với vai diễn nàng Phan Kim Liên sắc nước hương trời trong Tân Thủy Hử, cái tên Can Đình Đình dường như ngày càng nổi như cồn. Cô có cặp chân dài biết nói, Phan Kim Liên của Can Đình Đình. Hayakawa Serena, nữ diễn viên Nhật Bản hóa thân thành Phan Kim Liên trong Kim Bình Mai 2009. Một hình ảnh kinh điển của Kim Liên. Cung Nguyệt Phi là nàng Phan Kim Liên mới nhất trong bộ phim Tân Kim Bình Mai 3D 2013, sau khi đạo diễn công bố hình ảnh trong phim, và đặc biệt là tạo hình của diễn viên chính, thì khán giả mới bất ngờ nhận ra phim giống hệt một phim cấp 3, trong một buổi ra mắt phim, Cung Nguyệt Phi cũng ăn mặc rất lộ. Tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn, xin hãy thứ lỗi cho tôi, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.